Chào mọi người, tối nay mình giới thiệu đến mọi người một cái con laptop HP ProBook 450G9, cái đời rất là cao luôn. Con này là i5 Gen 12, mẫu máy được sản xuất cuối năm 2023, rất là chất lượng luôn mọi người. Và đặc biệt là mọi khi mình view 450G9 á, là không có con nào cái vỏ đẹp bằng cái con này hết, không có bị cấn hay là móp gì hết nha mọi người. Nó đẹp quá trời là đẹp luôn á. Đây nè, sự đẹp lắm, không có bị một vết trầy xước gì hết, dành cho ai mà khó tính nha. Vậy từ từ mình sẽ view rõ cái ngoại hình, cái cấu hình, cái chi tiết, sau đó mình sẽ báo giá. HDMI USB nè, Type-C, ngõ sạc. Mọi người, cái dòng G9 là bắt đầu là làm cái vát gốc y hệt là dòng mấy cái dòng mà Elite mà đời mới vậy đó, là ProBook cũng vậy, trang Elite luôn đó, nhìn rất là sang. Đây vỏ nhôm nha mọi người, mắt lạnh luôn. Bên này á, thì có ngõ mạng LAN nè, USB đó, máy rất là đẹp, đẹp tuyệt vời. Ở bên trong nó còn đẹp hơn nữa mọi người thấy 15.6 inch mà mẫu full viền cho nên rất là gọn luôn. Cái 15.6 inch này đó, nó nhỏ, nếu cái size á, là nó bằng cái con 14 inch thôi. Nó tại vì là viền trên viền dưới nó cũng đều nhỏ trơn, rất là gọn nha mọi người. Và mọi người nhìn phím này đẹp dường như là mới luôn. Đây mọi người nhìn nghiêng nhìn dọc bao các loại, nhìn dường như người ta không có sử dụng, người ta kho dường như người ta không có sử dụng gõ phím luôn á mọi người nhìn này, nó như là mới vậy đó, nó như là mới vậy, rất là đẹp. Loa rồi là chất lượng đẹp từng chi tiết, i5 Gen 11 phay nhôm, rồi không có một cái gì phải chê hết trơn, máy đã qua sử dụng mà như vậy là quá đẹp nha. Mình quay để mọi người cái cấu hình đây mọi người, nó là ProBook 450G9 nha, 15.6 inch màn hình Full HD và Gen 12. Đây mọi người nè, i5 Gen 12. Mọi người thấy á, bình thường mình hay nói là Gen 11 đã rất là khỏe rồi, Gen 12 nó 12 luôn mọi người. Đây 12 CPU nè, chip bắt đầu lên lên 12 chip, nó sẽ mới, nó sẽ khác nữa, cái số luồng nó cũng nhiều hơn. Đây nè, mình á, thì mình không có rành nhiều, mình chỉ đếm thôi, mình chỉ đếm và nhìn những cái nó hiển thị lên trên này thôi mọi người ha. Bình thường ví dụ như là i7 Gen 4 thì dòng mà Gen 7 thì nó chừng này thôi, xong bắt đầu Gen 8 á, là nó là 8 nha, Gen 8 rồi Gen 11 nó cũng là 8, cái số đầu thì nó hơi cao hơn một chút, bắt đầu lên Gen 12 nó sẽ là 12 thôi, nó bằng mấy cái con mà chip H đó mọi người. Đây đó, RAM 16 GB, quan trọng là cái RAM này vẫn có thể nâng cấp được lên 32 hay là số 4 gì đó, nói chung là mọi người đều có thể nâng cấp được. Sau này thì mọi người muốn nâng cấp thì nâng cấp thôi, còn đối với mình cảm thấy là zin cái này là zin cái cấu hình của nhà sản xuất luôn á, cho nên là RAM 16 thì mình nghĩ là rất là ok, rất là khỏe cho cái dòng này rồi. SSD là 256 GB, lộn 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 SSD 512 nha mọi người, SSD 512. Sau này mình muốn nâng cấp 1T 2T gì đó tùy mình đều được hết trơn á. Máy sản xuất Z-Series luôn nè, series đâu đây, ProBook 450 156G9 nha, series của nó đây mọi người. Đó, rõ ràng đâu đó, máy được sản xuất 2023 nè. Đó, và bán năm 2023. Máy là chất lượng, tính ra người ta sử dụng cũng có bao lâu hết trơn rồi, về tới mình mất tiêu rồi, cho nên là máy nó còn quá là mới đi. Con này thì nó có một cái nhược điểm, đúng một cái nhược điểm thôi, pin trên 3 giờ kèm sạc zin nó rất là đẹp luôn. Chỉ có đúng một cái nhược điểm này thôi, trên nền trắng nó có phản quang một chấm siêu nhẹ, rất là nhẹ luôn, mà mình nghĩ cái này là không phải do người sử dụng mà là do lỗi của sản xuất thôi người ta. Bởi vì mình hay nói mọi người là phản quang á, nhiều khi sản xuất nó cũng có nữa, cho nên là không có, nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều hết, người ta không có để ý là không có thấy. Đây nè mọi người, một chấm rất là nhỏ xíu siêu này, hơi trắng trên nền trắng đây mọi người thấy không, chỗ con chuột mình chỉ á nha, mấy chỗ khác là do là cái bóng điện nhà mình thôi, tí thì tiêu một chấm siêu nhỏ như chấm bút bi luôn, màu trắng trên nền trắng, còn nền khác không sao hết. Rồi bởi vì cái máy á, nó giá trị cao cho nên là có sao là so sao là mình sẽ nói vậy, mặc dù nó không ảnh hưởng gì hết. Mình bán thì cũng giống như những cái con không phản quang thôi, nhưng mà thấy thì phải nói để cho mọi người biết, và mình view chi tiết như vậy ai khó tính bỏ qua, còn mọi người dễ tính thì cái chuyện đó nó bình thường, bởi vì nó không ảnh hưởng gì. Nếu nó ảnh hưởng gì thì giá nó sẽ khác, nó sẽ ảnh hưởng gì đó, còn phản quang là chuyện bình thường chứ không có vấn đề gì đó, vậy thôi, còn lại là ok tuyệt vời. A732 này mình báo giá mọi người là 11 triệu rưỡi nha, 11 triệu rưỡi cho cái con Gen 12, ngoại hình quá là xuất sắc luôn và cái cấu hình cũng rất là mê. Thật sự là bây giờ sắm cái con này thì không có nghĩ tới cái chuyện là đổi máy làm gì nữa mọi người, như sinh viên nè,
học sinh nè, mình sắm cái con máy để đi làm hoặc là cái toán đồ này kia rồi đó, với cái tầm giá này sắm cái con máy khỏe như vậy là rất là chất lượng luôn. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình.